Để xem một lần mình bỏ lên bên trong nhé. Em để nhiều á, bây giờ lấy lại nó sẽ lại luôn. Sao mày hả? Sao để em làm sao làm gì vậy? Để lâu á. Chị khó xíu nha. Tức là lúc nó mọc tới giờ là 5-6 năm rồi. Em người em có bị không? Hay là chỉ có mỗi trán thôi? Có nhiều lắm trên người nhiều lắm. Người gì đó à, không muốn xử lý trên người luôn không, hay là đánh trắng thôi? Làm trên mặt trước mấy cục nhỏ chứ bự.
Sức cố này thật lại được em, được, cái này không có lứa gì vậy, dễ mà. Thì khó xíu nè. Chị mới bông ấy, em mới bông chán của em nó sẽ đẹp lại.
Nhiều dữ, khó chờ được. Thì thôi, sẽ xong rồi.